Xin chào mọi người, mình là Khánh KZ và ngày hôm nay thì mình rất là vui khi mà được hợp tác cùng với cả bên fanpage Đột Kích trong từ Cấm để có thể giới thiệu cho mọi người một số các cái mẹo nhỏ và cũng như là các cái trick ném bom làm sao để cho nó hiệu quả nhất có thể, đặc biệt là ở trong những map đấu cơ bản, những map đấu chính CS. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người là map đấu Dinh Thự Cấm. Và bây giờ thì chúng ta cùng vào nhé, triển khai nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả một quả bom đầu tiên. Đó sẽ là một cái quả bom được ném vào khu vực cửa A. Quả bom này sẽ chặn được cái tầm nhìn của bên phía tay sniper trong vụ bom CA ngay trong giai đoạn ban đầu, khi mà các bạn vừa mới có những cái hướng di chuyển ra khu vực lông ngạo mà muốn đi nhanh mà không bị mất thời gian. Thì bây giờ đầu tiên các bạn sẽ đặt tâm vào đây, vào khu vực đám mây này, bạn nhìn đấy. Đó, thì với cái khu vực đám mây này nó sẽ là cái vị trí để có thể ném được bom. Xong rồi là các bạn sẽ đi di chuyển trực diện vào đây, các bạn đi sát vào, các bạn đi sát vào mép này, các bạn đặt tâm vào đây. Sau rồi khi mà đến đoạn góc vuông thì các bạn thả bom ra. Bây giờ mình sẽ đặt lại cho mọi người. Đấy, giữ chặt chuột, chạy đến sát mép, đặt bom. Và đây là kết quả cho mọi người đấy. Đó, nó là một quả smoke để che được cái tầm nhìn của khu vực cửa A, mà các bạn không cần phải chạy ra đến đây mới bắt đầu ném bom. Các bạn có thể ném ngay từ nhà để cho tiện cho cái việc di chuyển của mọi người. Đó, đó là một cái tip để ném smoke. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả một quả bom thứ hai. Đó sẽ là một quả bom được ném check ra khu vực đầu cống A. Quả bom này nó sẽ là một cái quả bom nó khá là tiện lợi cho mọi người. Và bây giờ thì các bạn chỉ cần đặt tâm như này cho mình. Đầu tiên là các bạn trèo lên thanh này, xong rồi các bạn đặt tâm vào đây. Hãy nhớ đó là ô số 2, đặt vào giữa, đặt vào giữa đấy. Xong là chúng ta sẽ đặt tâm đi một đoạn, nhảy lên này. Đó là một quả bom để check vào khu vực đầu cống A. Khi mà các bạn ở khu vực bên trái cửa A, các bạn sẽ report được cho người đồng đội của mình. Và xong rồi là cái người ở trên cao A, các bạn có thể ném quả bom xuống dưới đấy và gây ra được một cái lượng sát thương cực kỳ là cao, nếu như các bạn ném chuẩn đúng như những gì mà mình đã làm. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một quả bom tiếp theo. Đó sẽ là một quả bom flash để tránh được một đợt tấn công từ long A đi lên bom xe A. Và đây sẽ là một cái tình huống mà các bạn có thể áp dụng. Đầu tiên là các bạn hãy đứng vào vị trí này. Vị trí này để làm gì? Để cho khu vực A không để nhìn thấy các bạn. Và xong rồi là các bạn sẽ cầm sẵn một quả flash ở đây, đặt tâm vào đây, rút chốt. Và khi mà địch từ khu vực chó A vào, các bạn sẽ nhìn thấy. Đó, ở trong tình huống này nó sẽ là một cái tình huống mà khi mà địch di chuyển vào khu vực A, khu vực cống A, và các bạn có thể nhìn thấy ở góc bên trái màn hình. Xong rồi đó là các bạn sẽ có thể đủ thời gian để các bạn có thể chạm được một quả flash khi mà địch bắt đầu triển khai vào. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả một quả nết tiếp theo. Đó sẽ là một cái quả nổ để ném vào vị trí ở giữa sân mid khi mà bên phía Blacklist họ di chuyển lên khu vực đó là ở mid và hầm B, họ có muốn cái xu hướng đó là ép lên. Thì bây giờ thì mình sẽ ném quả bom, đó là ném vào giữa sân luôn. Và cái quả bom này nó vừa đảm bảo cho các bạn không bị rơi mất máu, mà cũng vừa đủ để cho quả bom đấy nó ra đến nơi. Đầu tiên thì các bạn hãy trèo lên cam mid, xong rồi các bạn hãy căn vết ở đoạn này. Khi mà các bạn mà đã làm nhiều rồi thì các bạn sẽ không cần phải căn vết nữa. Và điều tiếp theo đó là các bạn hãy nhìn vào cái chấm ở trên này, các bạn hãy căn ở đây, chấm vào đây. Đó, 1, 2, 3. Xong rồi là các bạn hãy nhảy vào cái khu vực đó là cột này nhá. Các bạn đặt tâm vào vị trí này, kéo lên trên, xong rồi là ném bom, di chuyển, chạy. quả bom để cho những người nào đi ra khu vực mid sẽ bị ăn bom với một lượng sát thương khá là cao. Các bạn hãy nên thử nhé. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả một quả nổ được ném từ khu vực khách sạn lên khu vực đó là bom xe B. Thì với một quả nổ như thế này, nó sẽ là gây ra được một cái lượng sát thương nó khá là cao và một người cao ở trong khu vực bom xe B. Thì với cái quả bom như thế này thì các bạn hãy ném đứng từ đây, nhảy lên thanh này, xong rồi các bạn gióng vào khu vực đó là cuối xe B. Hãy nhìn theo radar, các bạn đặt tâm vào. Sau khi mà các bạn đặt tâm xong rồi, các bạn hãy rút chốt quả nổ nhảy lên này. Đó là một quả nổ để cho các bạn có thể triển khai được một cái lượng sát thương vào người trong cuộc space rất là lớn. Đó là một tip nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái tip tiếp theo nhé.